Mời các bạn dùng cơm. Hello, xin chào các bạn. Hello everybody. Very good day, Hans. This the coronavirus is going to the four weeks now, or 5 weeks. Coronavirus, Chinese virus. About 4 weeks now. Okay, that's good. Sit down. Next week, 5 weeks. Okay. So we have to do stay home. Chưa lockdown rồi. Still lockdown, yes. Xin chào các bạn. Các bạn vui không? Các bạn ở nhà đã được tiền chính phủ Canada với Mỹ với mọi nơi trên thế giới là có tiền mà. Ở Việt Nam hình như cũng có tiền đúng không ạ? Nghe nói là chính phủ Việt Nam đâu cho mỗi người mấy triệu mà, phải không? Nó không bao mình ăn đâu. Là trong cái mùa mất dịch virus nè, nó Vũ Hán đó là mình ăn cây chua rồi các bạn. Đây là cái mồi salmon á, salmon fish fried up right, salmon fish that fried up. No, you got cooked with that soup, man. Right. Okay, and a shrimp. Right. And what you call this kind? Okra. Okra, okay. Okra and pineapple. Pineapple. And tomato. Tomato. And tamarind. Tamarind, sugar. Thì các bạn mình ăn canh chua, tép, tôm vậy đó. Và tôm này nó bự không? Nó bự thằng dần luôn. Đó. Rồi với cá hồi. Thì nấu xong rồi cái mình để ra riêng ngoài này nè các bạn. Đó. Bà xã vừa ăn đũa vừa ăn muỗng luôn. Cái mùa dịch như nào mình ăn những cái đồ mà chua chua á cho nó giải cảm, diệt cái trùng của Hán. Ngon hổng. Very good. Nghe nói Việt Nam cũng đóng cửa dữ nghiêm mà, phải không? Mà thấy trong video mấy người ta chạy rần, còn ở đây thì đóng lặng lắm các bạn. Ở đây là họ nghiêm chỉnh chấp hành. Rồi chắc là mình nghĩ mà ở đây thì Canada này được lãnh 2.000 mỗi người trong vòng 4 tháng. Nói cho những người mà thất nghiệp á thì là được mỗi người 2.000. Còn những người mà về hưu hay là người già nọ đó, hai lần nói thì họ cho tiền mà cho cái khác thì họ nhân đôi lên cái tiền họ trả lại về thuế đó các bạn. Đó. Mỗi cứ 3 tháng họ cho một mình lần á thì họ nhân đôi lên. Nếu mình được 300 thì mình được 600. Đó. Nhân đôi lên. Còn những người bị chồng nghỉ việc á là họ có cái tiền thất nghiệp cho được 8 tháng. Tiền thất nghiệp. Rồi ở tỉnh á, tỉnh cho được đồng tỉnh khoảng 1.000 cho những người nào mà đi chơi về mà phải nằm nhà một mình, không có được xa cách gia đình chăm sóc á, mà phải ở trong nhà khoảng 2 tuần á thì được 1.000 đô. Các bạn không đi chơi về
trời về không đi làm, đi du lịch về ở trong nhà phải tự cách ly ra gia đình. Rồi đó thì nó cho tiền mình chơi về du lịch, du lịch về mà cũng còn được có tiền nữa. Spring is coming. Mùa xuân tới rồi các bạn. Ngày mai đâu cũng khoảng 17-18 độ á. Mấy bữa nay lạnh quéo rồi. Nhiệt độ nó xuống cũng từ 8 á. Thì nó mình nằm. Người ta mà chỉ phát gạo thôi à. Còn không biết là họ có phát đồ ăn không nữa. Phát gạo mỗi người có cái ATM gì đó mà phát gạo. Kỹ thuật 4.0 là tự động, mình thấy tự động. Còn này với tôi quay á, chắc là kỹ thuật của 0.4 mà. Bốn cũng không là do là kỹ thuật của dòng mạch của người máy. Người máy là mình không có cần phải người mất con tô rồi biết gì không, làm rất nhỏ lẫn giản tiện. Không cái ATM dạo ở Việt Nam mình đó, nó bự chà bá. Kỹ thuật 0.4 nè. Những người mà từ thiện họ mua gạo để đó họ phát ra cho mỗi người dân ở thành phố, cũng đỡ cho nhà nước một phần nào. Nói đúng ra thì chắc Việt Nam cũng, chính phủ Việt Nam cũng cạn tiền thôi. Mấy anh chị con của quan chức lớn á là đi ra nước ngoài du học, mà thấy nước Việt Nam đang phát triển, đang trên đà tiến triển dữ lắm, mà nhiều người vô nói là Việt Nam phát triển dữ. Mà sao mấy anh không chịu về học xong thì về phụng sự đất nước chứ ở lại đây làm gì? Rồi có những người người ta đi lao phu á ở đây nè, nó không bị dịch cho nó không chịu về cái nè nông đường náo ở đây nè, về luôn rồi cho lo cho dân cư của họ không hết được, mà mình ở đây làm thêm gánh nặng cho họ nữa, cho chính chính phủ của người ta. Đi học du học thôi, là mình đi lao nô cho ở đây thì mình phải về chuẩn bị dịch, thì về khi nào có công việc người ta mở cửa lại thì qua lại làm, còn visa mà không chịu về. Má anh ở đây đi không chịu về, giống kiểu một đi không trở lại á, giống như vượt biên vậy đó các bạn. Bây giờ sắp sửa tới 30 tuổi rồi, đứng lên làm hô khẩu hiệu tránh Mỹ cút cho huyện nghèo, cho miền Nam giàu mạnh bằng hơn cả 10 lần của thế giới đang nâng lên.
Canh này ngon quá. Canh này ngọt. Shrimp very ngọt and chua. Shrimp very tender. Vị không? Vị cái nào? Vị sốt vậy. Vị phải sốt. Vị. Được lắm. Hơi vừa sweet. Rồi cho anh miếng ớt khẩu. Cho miếng ớt, ớt á. Cua lên phế sư rồi. Homemade curry paste. Homemade curry paste. Ủa, cô bạn đang để hậu nấu này bỏ lại trong đây nè, trong canh nè, một chút cho nó cay, cay vào quá không được. Sài Gòn thất thủ 45 năm rồi à, nhưng mà thấy lại dân chúng thì khó mà bằng ở bên đây được. Nó làm đủ quá đi, thấy thôi tình cảnh rồi dân chúng làm đủ áo rồi mặc cả quần áo ngủ ra ngoài đường luôn. Quần áo không có tấm giường. Việt Nam không có kiểu phong cách ăn mặc đó các bạn, ăn mặc mình là tấm giường. Đúng rồi, rồi vừa là vào là mặt cũng được còn bê bối lắm, lết thà lết thế. Nhất là những người mà lao động mà bây giờ ở Việt Nam thấy người ta mang dép dép cao su gì ít người mang giày da chân đan sập bô chẳng hạn vậy dép da nữa anh không có trình hành thấy toàn là làm lũ á, sống Việt Nam quá làm lũ. Người giàu là giàu, giàu luôn. Ở đây á, mình đi chợ, cái người triệu phú á, họ đứng bên mình mua. Người triệu phú đứng bên nhà xá bên mình, người không có nhà đó. Là họ đứng bên mình mà mua đồ nên cũng bọn cũng giống nhau, không có thể nào vẫn được cách được, không biết được. Ở Việt Nam mình không biết được, người ta giàu người ta ăn mặc xung xuê kiểu người lên mặt ta đây đó, còn bên đây á mình không thể nào phân biệt được giữa người già và người nghèo. Rồi họ chợ bằng nhau cũng giống nhau, cũng đó. Có những cái ví dụ trong những cái shopping á thì nó bán đồ cũng giống nhau. Ở đây nó có những cái tiệm mà bán hàng hiệu á riêng biệt, mình mới biết được thôi.
đường biết liền, không đây khó biết liền. Có lúc mà người ta triệu phố, người ta vẫn bình dân đó bà. Ta vẫn đi xe buýt, xe lửa điện. Ít khi mình thấy được những bác sĩ thì nọ, họ rất bình dân. Nam đây không? Ở trên nền đây có một phân biệt được cái người giàu người nghèo, người ta ăn cũng y nhạt, ăn trang nhau. Mình mới làm video đây à, khi về hưu rồi mình mới làm video vui rồi thôi. Mình có lợi tức rồi, có tiền về hưu rồi, mình không có cần thiết, mình không có phải cần phải làm để kiếm tiền ở trên YouTube được các bạn. Mình làm chơi cho vui rồi thôi. Thấy trên YouTube họ người Việt mình á đã phái nha, rất nhiều kiểu bị si chết đó các bạn. Họ đã phái nhau, họ kiếm người để người ta gây gỗ mà. Đọc những cái comment cũng thấy vui, nghe người ta nói cũng vui, mà đã phá nhà quá. Mà những lực lượng an ninh mạng gì đó, mình to vô chửi không à, thì thề, nói tục. Cho nên là ở Google họ chấm ra là nước Việt Nam mình có cái lượng mà dân mà lên mạng nói tục nhiều nhất á, chửi tục, nói tục. Mà mình thấy thật cũng mắc cười đó. 45 năm sau nghĩa là nước Việt Nam mình nhiều người nói ngọng hết trơn à. Viết cũng ngọng luôn, viết chữ cũng ngọng luôn. Dân từ mình chưa bao giờ nghe. Như cái chữ toan, toan là gì? Lo toan hả? Hai là tan quan, ngọng, nó ngọng không được cái chữ tan quan, cho nên phải nói toan. Đây là cái câu ghép chữ tan, tan quan đó, như là tan T-E, như là T-A-N H O A N R, nhưng mà người ta cắt người ta nói ngọng, đó. Người ta nói ngọng cho nên nói chữ luôn hai chữ một lần là toan. Mình không hiểu toan là cái đất gì đó. Sau là mình suy nghĩ là à, có lẽ cũng nói là can hoan mà nói ngọng cho nó nói không được. Dạo này là lưỡi của Việt Nam mình làm sao nó, lưỡi người Việt Nam nó bị sao đó. Nó ngọng quá nè, nó ngọng quá nó chết. Và nhiều người học tới đại học luôn mà viết chính tả cũng sao đắt lét luôn đó. Những người ở hải ngoại nè, người Việt ở hải ngoại á thì cũng còn số biết đúng không? Tại vì ta đi lâu xa rồi, 45 năm rồi. Có người cũng giả bộ cái sai,
để cho nó hợp thời, nó hợp với chế độ của những người ở trong nước. Chứ không phải làm người ta không biết ra đâu. Người ta biết sai chúng ta là cố tình như vậy để câu view mà các bạn. Nhưng mà sau này nó sẽ trở thành một cái mối. Chứ việc nó sẽ mờ nhạt đi, phá hỏng cái chữ Việt mình nó thuần tí, đơn điệu, dịu dàng. Giờ nói chuyện không có mà Việt con, chuyện với Việt Nam giờ có phần nghe mất dạy. Những người ở trên vùng núi cao họ học tiếng Việt, họ viết rất chuẩn, rất đúng. Nhưng mà những người mà ở thành phố là viết tầm bậy kỳ, không biết sao. Cho nên những người thượng, người vùng núi cao hơn, người vùng cao là họ học tiếng Việt, họ viết tiếng Việt rất chuẩn. Tại sao những người mà ở dưới có đầy đủ phương tiện để tới trường thì họ lại mà biết chữ Việt sai, không biết sao. Đó. Cũng lạ. Nhưng mà đó là cái chuyện của các bạn. Mình là cũng thôi, chúc các bạn sức khỏe. Stay safe. Vui vẻ rồi các bạn.